sâu hơn, xa hơn những gì hiện hiện trước mắt. Nàng Vũ Ái Như cũng nhớ bài học từ tác giả Lê Duy Hạnh cách đây hơn 30 năm. Khi xem kịch bản do Ái Như và Thành Hội viết, chuẩn bị dàn dựng trên sân khấu 5B, ông Lê Duy Hạnh yêu cầu chị lý giải lý do hai nhân vật chính yêu nhau. Lúc đó, Ái Như rất ngạc nhiên vì tình yêu thì cần gì lý do, yêu là yêu thôi. Nhưng ông Hạnh chỉ ra, không thể áp đặt mà cần lý giải để khán giả hiểu và tin vào mối quan hệ đó. Trong quá trình làm nghề, chị càng thấy có lý và vẫn luôn mang theo kinh nghiệm này sắp hành trình nghệ thuật. Tác giả Vương Huyền Cơ luôn cảm kích tấm lòng của tác giả Lê Duy Hạnh dành cho những người trẻ. Thành ba Lê Duy Hạnh nhìn việc chứ không nhìn người, được lẫn động viên khuyến khích tác giả trẻ phát huy tài năng của một tác giả lớn và phong cách làm việc minh bạch ngay thẳng đó đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều.